tiết xuân thiên na cung kỳ bái đạo cung kính mời Phật thành lai đa đàn diên quả thực dâng lên đàn trài quả thực kỳ dâng lên lòng tin bái thể nhớ chúa thiên dung tiếc ngày lành tiếc mơ thung dung cung thỉnh tam tòa thanh mẫu hội đồng để gian tan duyên để nhất cung thỉnh mời mẫu đệ nhất thành gần công kiêm đi văn tội anh tài
thì ai đường trời sinh đức thánh đại vương bỏ đời chân sửa sang trong chiều truyền ra đức ông có lệnh truyền ra quân quan thị bộ cùng là chữ danh ô binh trấn vạn tam thành đánh đông dẹp bắc tung hoành mọi nơi đông thời cửa tiếu cửa đoài bị cực nghi hoa
thân. Nội gian bình chính ngoại cầu thiên đồng binh. Oh,
sớm chiều cả ba mặt tay khói bên.
giàu sắc đời đời đem cho các vị. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
nguyệt người đó lòng còn đã thương xót thương cho mi phàm trần đời bao kẻ mê nhớ xưa tình cũ trần đời. Yeah.
đến đây biết bao thành đồng chờ mong mang khen, biết bao thành đồng chờ mong mang khen. Diệt lũ ta kinh Chúa sai vạn vạn.
giấc lòng không mơ xa. Chú đi khắp bốn phương trời đi. Sáng soi khắp
bồng bồ. Thank you.
đến đây ra ra người tiền đứng
loan ra lên châu thượng thiên, loan ra lên đi châu cấm ban sắc ma chỉ phong hầu để nhất ngày ra ý. Văn võ
trong bách thần. Nào có nhường ai sơ loạn thánh giá hồi cung giám sát quyền cai thông chi tam giới không xài chức đại thần giám sát quản quan giám sát
chức ngô dày. Tôn quan hoa phép ngài trừ tinh tinh sóc thả.
lệnh sai xuống dưới thủy cung, tự nhiên mưa gió mênh mông đồn. Hợp hòa thiên hạ dưới trên, bờ nào bờ ấy nước tràn đầy bờ. Dù ai, dù ai đi sớm về khuya, phong điều vũ thuận thái hòa mì. Có phen đi thông thả ngồi chơi, tuyển người số mực xếp người số sò. Vua cha nghe hết nguồn cơn, ai làm nấy chịu chẳng còn nề có hoa. Sai xuống hạ giới làm quan, sinh vào quý tộc hiền lương minh đức lành. Loài ác quỷ tiếp uy dụng rời.